vâng có lẽ nhiều người vẫn nghĩ mang bầu và sinh con là tiến chức của người phụ nữ tuy nhiên đối với nhiều người thời gian mang bầu với các dấu hiệu ốm ngén cũng có thể là lúc khiến cho họ cảm thấy khó chịu và rất khổ sở à, vậy thì Quỳnh Chi có biết một cái bí quyết nào không để có thể chia sẻ với quý vị khán giả vâng Quỳnh Chi xin được chia sẻ với quý vị khán giả những bí quyết từ các chuyên gia hy vọng một số gợi ý của chuyên gia ngay sau đây sẽ giúp cho các bà bầu cảm thấy dễ chịu hơn Sau khi kết hôn được gần 2 năm với hoàng tử Anh William, công nương Catherine của xứ Cambridge đã có tin vui, nhưng cô lại phải nhập viện điều trị với những triệu chứng ốm nghén nghiêm trọng. Tuy nhiên, những trường hợp như công nương Catherine khá hiếm. Đa số phụ nữ trong quá trình mang thai đều bị buồn nôn hoặc nôn nhưng ít người cần phải nhập viện và các triệu chứng sẽ dần biến mất sau những tháng đầu của thai kỳ. Cho tới nay, các bác sĩ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn đâu là nguyên nhân dẫn tới sự khó chịu của thời kỳ thai nghén ở phụ nữ. Xong, có thể nó có liên quan đến lượng hormone tăng cao khi họ mang bầu. Theo các chuyên gia, có những bước đơn giản mà các bà bầu có thể áp dụng để làm giảm cảm giác ốm nghén như sau. Thứ nhất, hãy ăn thành nhiều bữa nhỏ, khoảng từ 5 đến 6 bữa một ngày thay vì 3 bữa như bình thường. Thứ hai, hãy nhấm nháp vài chiếc bánh trước khi bạn ra khỏi giường vào buổi sáng. Thứ ba, tránh ăn những thức ăn cay và nhiều mỡ. Thứ tư, hãy cho gừng vào các món ăn. Thứ năm, hãy tránh những mùi khiến bạn khó chịu. Và cuối cùng, hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành càng nhiều càng tốt hy vọng những gợi ý từ chuyên gia đã giúp quý vị nhất là những người đang trong quá trình mang thai cảm thấy dễ chịu hơn với những cơn ốm ngén